Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Hôm nay là một video vô cùng đặc biệt về mẫu piano điện mới đã có mặt tại Minh Phụng Music với mức giá vô cùng ưu đãi, chỉ 19 triệu. Đó chính là Kodman KS7S Bluetooth. Sáng sớm, cô chú đã từ quận 12 đến showroom 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 để trải nghiệm và chọn lựa cây piano KS7S Bluetooth này. Các bạn cùng mình đem cây piano này về với cô chú nhé. Đường phố thật là mát mẻ nhưng có lẽ sẽ mưa vì mây đen đang kéo đến, nên tranh thủ thôi. Quận 12 có các con đường rộng với những bóng cây xanh mát, đã đến nhà cô chú rồi. Bên cạnh là khoảng sân nuôi gà cùng hàng cây xanh, mang lại cảm giác thật là dễ chịu. Xe chở đàn đã đến, cùng tìm lấy đàn và mang vào bên trong thôi. Mở cửa thùng xe và lấy đàn xuống nhé. Đàn có kích thước nhẹ nên chỉ cần hai người đã có thể mang vác. Sau đó các bạn nhân viên từ từ rinh đàn lên lầu để tiến hành lắp ráp. Nhà có kiến trúc hiện đại với khoảng sân rộng nổi bật bởi tông màu trắng. Bên trong nhà được tô điểm bằng bộ bàn ghế bằng gỗ đặt ở trung tâm phòng khách, cho thấy sự trang nhã tinh tế của chủ nhà, cùng với màu nâu gỗ mà KS7 Bluetooth sở hữu làm tăng vẻ quý phái cho ngôi nhà. Cùng lắp đàn thôi, trong thùng gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sắt hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Quà tặng là ghế piano đen đem đến sự thoải mái khi chơi. Kodman mang đến sự hiện đại trong KS7S Bluetooth là gì? Cùng mình khám phá nhé. Khối lượng 45kg, dễ dàng di chuyển với hai người. Bàn phím 88 phím, trang bị 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn. Đàn sở hữu đa âm 192 polyphony, thư viện khổng lồ với 100 bài nhạc và 30 âm sắc đem đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Nhiều chức năng phổ biến với người chơi như là metronome đếm nhịp, slide mode chia bàn phím, Trinova trộn tiếng, Jazzbo tăng giảm tông, kết nối nhiều cổng âm thanh chất lượng, cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng vô cùng dễ dàng, hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, kết nối không dây qua các app học nhạc như là Simply Piano và Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm dây cáp mà ba mẹ phải dùng cho trẻ khi chơi đàn, mà còn giảm nguy hiểm khi bé tự học một mình. Ngoài ra, chế độ bảo hành theo đàn cũng vô cùng hấp dẫn với bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Vậy là quá trình lắp đàn đã hoàn tất, cùng bạn nhân viên bóc siêu và test đàn nhé. Ngoài ra, team cũng đã hướng dẫn chú sử dụng tính năng học nhạc ngay trên app bằng kết nối MIDI Bluetooth vô cùng hiện đại ngay trên đàn. Cảm ơn cô chú đã đến Minh Phụng Music và chọn lựa KS7S Bluetooth làm bạn đồng hành để cùng nhau thư giãn những ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui. Cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những tập mới sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.